Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với chương trình Trò chuyện đêm khuya phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta phát định kỳ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Và để liên lạc với chương trình thì quý vị có thể gọi đến số điện thoại 028 39 101 101 để đăng ký. Và quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web của đài, địa chỉ là voh.com.vn. Bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối ngay với thính giả ở đầu dây bên kia. Dạ, alo. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ chị ơi, em gọi đến từ quận 12 á chị. Dạ, rồi. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện nha. Chị đang gặp vấn đề gì nào? Dạ, chị ơi em năm nay 37 tuổi. Dạ. Chồng em thì 44 tuổi ạ. Dạ. Mà gia đình em thì vợ chồng em gần đây thì cãi nhau nhiều lắm. Mà vợ em thì giống như là quyết định ly hôn á, mà bây giờ đang ở chung nhà mà khó chịu lắm. Thì chồng em cứ nói là ly hôn á, nhưng mỗi người một đứa con. Còn em thì em nhờ cô Mai hỏi tư vấn gì em coi là em có nên ở chung nhà không hay là em dọn ra ngoài ở riêng ạ. Ừ, mình kết hôn bao lâu rồi chị? Dạ, mình kết hôn được 10 năm ạ. 10 năm, mình mấy đứa con ạ? Dạ. Hai bé dạ, đúng không? Hai đứa, vâng. Dạ, trai gái thế nào chị ha? Dạ, trai gái đầy đủ ạ. Dạ. Chị nói là gần đây hay cãi nhau, là gần đây là bắt đầu từ khi nào và mình có biết nó từ cái nguyên nhân gì không ạ? Ừ, nói chung là vợ chồng em thì từ hồi lớn thì cũng có cãi nhau, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. Nguyên nhân thì chỉ mâu thuẫn vợ chồng hắn nhỏ thôi chứ cũng không có lớn lắm. Nhưng mà sao em không hiểu làm sao mà cứ mỗi lần đó là chồng em gần đây là nóng tính, là nói chung là mình khác lạ lắm, là nóng tính cứ mà nói lại là nhiều khi có thể là bạt tai luôn á. Nhưng mà em cảm thấy chồng em bây giờ hay giống như là quyết định ly hôn á. Còn em thì nhiều khi em cũng thương con một chút, nhưng mà thôi em cũng chắc là em cũng ly hôn thôi. Thì như ngoài em hỏi cô Mai á, cho em lời khuyên là em nên ở lại nhà của em hay là em đi dọn ra ngoài, chạy ra ngoài ở riêng. Tại vì lúc thì kiểu là tâm giống bố chồng em thì kiểu là vô là nói với tôi ly hôn, nhưng mà vô thì lại không biết xong rồi để đứa con em cũng đến 6 tháng mới biết ạ. Thì em kiểu là nếu như mà hãy mà muốn biết thì biết đi, cứ đừng để như vậy căng thẳng đầu óc lắm. Rồi chồng em cũng là thích thì cứ biết đi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ gặp cô để mình trao đổi với cô nha chị nha. Dạ, dạ. Dạ, xin mời cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Dạ. Dạ, con chào cô. Vâng, chào con. Dạ, con cho cô hỏi thăm này, tại đoạn đầu đó cô không nghe được rõ lắm, mà bây giờ thì giọng con cũng rất là nhỏ. Thế con chịu khó nói lớn lên một chút được không ạ? Dạ, được ạ, được ạ. Con nghe rõ cô không? Dạ, con nghe rõ ạ. Dạ, như vậy con nói lớn một chút. Con gọi cho chương trình từ đâu hả con? Dạ, con gọi từ quận 12. Dạ vâng. Rồi, con quê gốc là ở đâu? Con ở Thanh Hóa. Dạ. Thanh Hóa mà con ở huyện nào? Dạ, con ở huyện Mai Sơn ạ. Mai Sơn. Rồi, còn chồng con thì ở đâu? Dạ, chồng con ở Thanh Hóa, ở trong thành phố. Cũng ở Thanh Hóa. Nhưng mà huyện nào? Ở thành phố Thanh Hóa, ở ngay thành phố Thanh Hóa. Vâng, đúng rồi. Vâng. Thế con là ở Nga Sơn đó phải không? Dạ. Dạ. Tại con nói cũng nhỏ, tại cô nghe nó không được rõ lắm. Rồi. Dạ. Nga Sơn là nơi nổi tiếng đó phải không con? Dạ vâng ạ. Dạ. Nổi tiếng về cái gì nào? Con nói thử coi nào. Giống như ngày xưa cối đó cô. Dạ, chiếu Nga Sơn phải không ạ? Dạ. Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng. Cái nơi quê hương con cũng nổi tiếng lắm. Còn chồng con thì ở ngay thành phố Thanh Hóa. Như vậy là các con kết hôn ở ngoài quê rồi mới vào. Dạ không, con vô đây gặp nhau thì kết hôn ở trong đây luôn ạ. À hay quá, vâng. tức là hữu duyên ha con ha, tức là cùng quê và tận Sài Gòn này mới gặp nhau. Thì năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 37 ạ. 37 tuổi con ha. Như vậy khi con kết hôn với chồng con lúc đó con mới 27 tuổi thôi. Dạ. Dạ. Như vậy con được hai cháu, cháu đầu là trai hay gái hả con? Dạ, cháu đầu là gái, cháu thứ hai là trai ạ. Dạ, cháu gái mấy tuổi rồi? Dạ, cháu học lớp 4 này. Như vậy là cháu 10 tuổi hay là 9 tuổi? Cháu 9 tuổi ạ. Dạ, 9 tuổi. Cháu trai thì mấy tuổi ạ? Dạ, được 2 tuổi ạ. Dạ. Các cháu thì cháu lớn là học tốt rồi, còn con có gửi cháu đi học không? Cháu thứ hai. Dạ, cháu thứ hai thì tại con làm ở nhà nên con cũng gửi đi gửi trẻ mà cháu khóc cháu bị viêm phổi á, nên là con để cháu ở nhà. Dạ, như vậy là một cháu đi học, một cháu ở nhà. Dạ. Dạ vâng. Thế con làm cái gì mà làm ở nhà hả con? Dạ vâng, con làm ở nhà. Con làm công việc gì con? Dạ, con là thợ may. Dạ, thợ may mà con may hàng chợ hay là may tầm mở tiệm may ở nhà con? Trước ở thì con mở tiệm may quần áo. Vâng. Dạ. Vậy là con vẫn may, con nhận may cho khách. Dạ đúng rồi, con nhận may cho khách, còn bây giờ thì giống như công việc của hai vợ chồng làm chung á, cũng là xưởng may luôn đó chị cô. Dạ. Thế bây giờ là mình làm xưởng rồi. Dạ. Làm xưởng may. Dạ. Con có bao nhiêu nhân viên tất cả vợ chồng con ấy? Dạ, trước thì cũng có 3 người nhưng mà bây giờ đợt dịch từ đây dịch đến giờ là không, chỉ có hai vợ chồng làm thôi. Dạ. Nhưng mà vợ chồng cãi nhau thì con cũng không làm nữa. Dạ. Trong cái mùa dịch này á, thì coi như là cho nhân viên nghỉ hết. Dạ. Tại cho 3 người nghỉ luôn, cho 3 nhân viên nghỉ. Thì hai vợ chồng làm. Nếu mà bình thường không cãi nhau thì có làm được việc không? Dạ được ạ. Dạ vâng. Thế bây giờ là thu nhập nó có giảm không con? Tại năng suất là 5 người làm mà bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng. Thì như vậy là năng suất nó giảm, thu nhập giảm. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Giảm hơn, giảm nhiều ạ. Dạ vâng. Và bây giờ thì con lại nói cãi nhau thì bắt đầu cãi nhau từ bao lâu rồi? Dạ cô ơi, thì con thấy mấy năm gần đây á, là cãi nhau nhiều cô. Thường là cái lý do để cãi nhau là gì hả con? Nhưng mà từ cái đợt mà con của con á, trước kia thì vợ chồng nhà con làm ăn được nhiều lắm, nhiều tiền lắm. Nhưng mà từ khi là con của con ốm nhiều á, bé bị viêm phổi á, bé nhập viện, cháu trai thứ hai không ạ? Cháu trai thứ hai bị viêm phổi, vâng. Dạ đúng rồi, còn khi mà bố anh mất xong á, lại tự nhiên từ đó là căng thẳng, rồi vợ chồng cãi nhau nhiều đó cô. Dạ. Cho cô hỏi là bố mất ở ngoài quê thì vợ chồng con có về chịu tang không? Các cháu có về chịu tang không? Lúc mà mất á, thì con mình ảnh về thôi, con đi bắt vé máy bay nhưng mà cháu lúc đó lại cũng bị viêm phổi á, thì lại không về được. Gia đình chồng con cũng thông cảm và cũng giữ con là thôi đừng về nữa, về đến mai cháu nhập viện tiếp á. Dạ. Bây giờ cho cô hỏi thăm là như vậy đó là bố chồng con mất là cách đây bao lâu? Dạ, cách đây được 1 năm rồi ạ. Dạ, mất 1 năm rồi. Thì từ đó là hai vợ chồng cứ bất hòa hoài. Dạ. Lúc đó thì tài chính như lúc đó thì nó vẫn tốt mà. Dạ, căng thẳng. Ít nhất là chồng con cũng đưa ra một cái lý do gì đó chứ. Lý do thì nếu con là giống như là không hiểu rồi hung dữ. Nóng tính. Dữ, không hiểu. Dạ. Con nóng tính và không hiểu chồng. Dạ đúng rồi ạ. Con có thấy có cái gì đúng trong này không? Con cũng thấy nhiều khi chồng con thì tính tình cũng lo làm ăn nhưng mà nóng tính là mỗi lần nóng tính là rất là nóng tính ạ. Dạ. Như vậy là cả hai vợ chồng cùng nóng. Dạ. Đó là cái đặc điểm chung giữa hai vợ chồng con là chồng cũng nóng tính. Rồi ngoài ra thì chồng con sao nữa? Có hung dữ không? Dạ, có hung dữ lắm ạ. Dạ. Vậy thì chồng con cũng nói con hung dữ, con thấy có đúng không? Thì con cũng tính, con cũng nóng tính. Tại vì con cũng không biết từ hồi trước, từ một người nhường nhịn, thương yêu vợ, cái gì cũng có khi ngon ngọt cũng nhìn cho vợ, nhưng mà bây giờ khác hoàn toàn. Bây giờ giận dữ là mặc kệ, con không muốn ăn gì thì kệ, ăn mà không mặc gì mà kệ ạ. Vậy thì con có thấy là lý do vì sao mà nó lại thay đổi như vậy không? Trước đây là một người chồng biết quan tâm, nhưng bây giờ thì không quan tâm nữa. Nó bắt đầu từ lúc sau khi bố chồng con mất hay là sao ạ? Dạ đúng rồi. Con có thấy có một cái dấu hiệu gì khác lạ nữa không? Chồng con vẫn chăm chỉ làm việc chứ hay sao? Dạ, ngày trước thì vợ chồng chăm chỉ làm việc, con thường hay đi ngủ trước. Nhưng mà bây giờ thì tức thì anh làm riêng thì anh cũng làm, cũng có bữa thì cũng có, nhưng mà làm thì chăm sóc cho hai con thôi, chứ còn không liên quan đến con nữa. Tức là khoảng gần đây nhất là 1 năm sau khi mà bố chồng con mất, thì chồng con có vẻ là không có gần gũi thân mật với con. Thế cho cô hỏi thăm vấn đề chăn gối của con có tốt không? Dạ không, từ 6 tháng nay á, thì bọn con giống như là ở chung nhà nhưng mà cũng giống như là ly thân á cô. Dạ vâng, không có ai nói chuyện với ai. Gì. Nhưng mà trước đó thì có nồng ấm với nhau không? Dạ trước đó thì cũng tại vì công việc bọn con thì xa cha xa mẹ tự lập tâm con tâm cái á. Dạ. Rồi khi làm việc khuya rồi anh cũng mệt rồi đi ngủ luôn. Chứ dạ. cũng ít chứ không nhiều ạ. Dạ, tức là làm việc mệt mỏi cho nên là vợ chồng cũng không có quan hệ với nhau một cách mật thiết, gắn bó, đúng không con? Mà dạ. Thì thỉnh thoảng thôi đúng không? Dạ. Dạ, thì con có thấy điều đó nó bất thường không? Dạ, nhiều khi con cũng thấy, nhưng mà anh cũng nói là ví dụ như khi nào mà tại vì con còn đang trẻ tuổi hơn á, thì khi nào mình nói đi ngủ mình mà ngại thì cứ nói anh đi ngủ là được, nhưng mà con không quan trọng điều đó, con chỉ quan trọng là vợ chồng mà hiểu nhau là được. Không, yeah. Đừng có cáu gắt, nhiều khi anh đi giao hàng về hay sao là cứ cáu gắt, mà lúc thì cứ nói là con không thương anh, là con cũng buồn chỗ đó. Con có trách con là không thương, ý là nói con không quan tâm, không thương anh nhá. Dạ, yeah. Vì sao vậy con? Vì chỉ nói vậy thôi, chứ còn con thì tại vì con nhỏ, công việc nhiều quá, con cũng không hay quan tâm được nhiều nên là chắc vậy là trách. Con trách cũng có phần đúng không con? Dạ. Dạ, tại vì á, mình vừa lúc và vừa làm vừa chăm con. Đấy, cho nên là cũng có chảnh mảng. Nhưng mà cái bữa ăn gia đình á, con có làm tốt không? Dạ, con cũng làm tốt ạ. Bởi vì á, là gia đình còn 2 cháu nhỏ này, mà mình là người lao động mà ăn mà không tốt đó, thì làm sao có sức khỏe để làm việc, đúng không con? Dạ, dạ. Thì có bao giờ chồng con chê trách là cơm không vừa miệng hoặc cái gì không? Dạ, không, chưa bao giờ chê gì hết ạ. Dạ. Như vậy chỉ trách không quan tâm ở đây, không thương ở đây có nghĩa là ít hỏi han, nói chuyện chia sẻ với nhau, đúng không con? Vâng, với lại đúng con không hiểu. Dạ. Đó, thì cái không hiểu này cụ thể nó như thế nào? Dạ, ý là không hiểu là giống như là công việc rồi nhiều rồi hay là cũng mất rồi là nên là cáu gắt này nọ đó, nên con không hiểu, là con không hiểu á. Không hiểu chồng con là cũng lo toan đúng không? Dạ. Dạ. Mà có đúng như vậy chồng con cũng lo toan về mọi thứ ở trong nhà không? Dạ đúng rồi, cũng lo toan ạ. Tức là chồng con có trách là con không có hiểu chồng con đúng không? Dạ. Không quan tâm, ít nói chuyện. Đó, dạ. Trong khi đó thì con cũng nói là chồng con cũng ít nói với con. Dạ. Đó, nhưng mà trước khi mà xảy ra những cái mâu thuẫn này thì vợ chồng con hòa thuận đúng không ạ? Trước kia thì vâng, lúc con nhỏ thì vợ chồng cũng bình thường, cũng hiểu nhau, cũng quan tâm đến nhau, nhưng mà con thấy bây giờ kinh tế đầy đủ ổn định, con cái cũng ổn định mà tự nhiên vợ chồng bỏ nhau, con thấy giống như là mình, hay là mình ở Á rồi mình gặp quả báo á cô. Dạ, bây giờ cô không bàn tới cái việc đó, nhưng mà cô muốn hỏi con là ai là người đưa cái ý kiến ly hôn? Chồng con thường là cái lúc mà cãi nhau là nói câu đó. Dạ, tức là hay nói thôi chứ còn đã có bao giờ quyết liệt nộp đơn chưa? Đi nộp đơn ra tòa thì chưa, nhưng mà có đi đánh đơn thì có rồi ạ. Dạ, vâng, tức là chồng có soạn đơn rồi, lâu chưa con? Dạ, cũng lúc khi con tức quá là cãi nhau là lúc mang bầu ạ. À, từ hồi mang thai cháu? Dạ. Tức là cũng cả hơn 2 năm nay rồi. Dạ. đã có lục đục từ hơn 2 năm rồi. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Và khi mà con có thai cháu thứ hai là nằm trong kế hoạch của vợ chồng con hay là nhỡ thôi? Dạ nằm trong kế hoạch ạ. Dạ. Như vậy tụi con vẫn còn tình cảm với nhau mà. Vâng, vẫn thực sự ra là chồng con cũng còn đang thương con, nhưng mà con nghĩ là tại vì anh cũng tự ái, vì nếu là con giống như không hiểu á, không hiểu anh á, rồi cứ hay nóng tính, anh mà nóng tính thì con cũng cãi lại á, nên anh dù là hai người đều nóng tính á, thì nhiều khi ảnh hưởng. Nói là chồng cũng nóng mà vợ cũng nóng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Con nói chồng con hung dữ thì chồng con cũng nói con hung dữ đúng không? Dạ. Đó, rồi thêm cái nữa là không hiểu chồng, vậy chồng có hiểu con không? Thực sự ra thì cũng nhiều lúc cái ích kỷ về cái vụ mà cứ những cái chuyện gì sai là hay nhắc lại thôi. Với con mà đi đâu, đi chợ ví dụ như lâu quá thì lỗi sao đi đâu thế thôi. Chứ cũng không phải là khắt khe với con cho lắm. Dạ, chỉ hay nhắc lại chuyện cũ thôi. Nhưng mà cũng không phải là cái người mà cứ không hiểu vợ đúng không? Tức là cũng có hiểu vợ chứ mà không. Dạ. Rồi con cho là cái ích kỷ là hay nhắc lại cái chuyện cũ. Đúng nào? Đó. Dạ. Nhưng mà đến nửa năm nay thì hai vợ chồng coi như không hề có chuyện chăn gối. Dạ đúng rồi. Đó. Và chồng con trách là con không quan tâm rồi không yêu thương. Đó. Vì vợ chồng ít nói chuyện, không hiểu chồng lo toan như thế nào. Thì bản thân con cũng nói là vợ chồng trước đó thì hiểu nhau này, cho nên mới quyết tâm là sanh cháu gái đầu 9 tuổi rồi 7 năm sau các con mới quyết định sanh nữa mà. Dạ. Đúng không ạ? Cho nên là cái kế hoạch cho tới lúc đó vẫn là ổn thỏa. Chỉ từ khi ông nội mất thôi. Chồng con về chịu tang ông bao nhiêu ngày thì vào? Cứ đi về từ lúc ốm đến lúc đó là cũng phải 2 tháng cứ đi về đó cô. Dạ. Từ khi ông ốm cho đến khi ông mất, lúc ốm cũng về chăm, rồi đến lúc mất cũng về, rồi 49 ngày cũng về. Dạ, tức là chồng con rất là giữ lễ đúng không con? Dạ đúng rồi. Giữ lễ. Rồi còn bên gia đình chồng con với lại gia đình con thì có quý dâu quý rể không? Dạ có. Dạ, hai gia đình nội là tốt đúng không con? Nội ngoại là hai bên thì rất tốt ạ. Dạ vâng, đó. Thế thì bây giờ đó là khi mà tụi con định ly hôn thế này thì gia đình nội ngoại có biết chưa? Cũng lúc mà cãi thì anh nói với bên gia đình nội là bọn con cũng cãi nhau thôi. Gia đình thì vợ chồng nào mà không cãi nhau. Nhưng mà thực tế anh lại tức, anh nói với mấy bên giống như em của bên nhà con á, thì nói là ly hôn nhưng mà không thông báo với bố mẹ con. Thì bên nội thì cứ là gia đình nào cũng cãi nhau thì bọn em tự sắp xếp, nhưng mà chỉ là con về thì con nói thì bên gia đình đi biết được thôi ạ. Dạ. Thế thì bây giờ đó cô nói với con điều này, thực lòng có còn thương chồng con không? Con thực lòng thì con cũng vẫn còn thương, vì hồi xưa anh cũng tốt ạ. Vâng, tức là con vẫn còn thương chồng đúng không? Con có cảm nhận được là chồng con vẫn còn thương con không? Con thấy bây giờ anh không nói chuyện với con, mà cũng không giống như là cũng không chăm sóc con gì hết ạ. Kệ, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi ạ. Dạ bác đúng không bác? Vâng. Con không cảm thấy là chồng con còn thương nữa? Con không thấy quan tâm đến con, cũng không có hỏi han gì con cả. Dạ. Và bây giờ thì chồng con có giục ly hôn? Bữa trước thì con nói là bây giờ anh mà đã quyết định ly hôn thì là viết đơn đi, chứ ở như này căng thẳng lắm, không mà ảnh hưởng đến con cái, tại vì anh tức quá, anh cũng ăn riêng á, nên là con nói như vậy thì anh nói là thích thì cứ viết đi. Tức đến mức độ ăn riêng thì bởi vậy anh nói là giống như là quyết định ly hôn đó cô, vậy để con tức rồi cãi nhau thì con nấu cơm cũng không ăn, nấu ăn riêng. Cho cô hỏi thăm là nếu cô không lầm thì nãy con có nghe nói là có cái vấn đề đòi chia con nữa, là chia sao con? Dạ đúng rồi, chia. Tại vì chưa con ý là con muốn là hai đứa con ở chung một nhà, nhưng mà anh lại đòi là ý bữa đó thì thích thì để nuôi thì con ví dụ là không nuôi thì để tôi nuôi. Vậy là anh tức, anh nói là mày cứ nuôi nó như vậy là ý là chia sẻ ra đều là tao không có trách nhiệm với con á. nên là buộc tao phải nuôi một đứa, còn mày nuôi một đứa thì bây giờ để 6 tháng tao viết đơn ạ. Anh nói vậy ạ. Đấy là 6 tháng nữa không viết đơn. Vâng, là 36 tháng, ý là thằng cô đủ 36 tháng ạ. À, 36 tháng thì chia con, ly hôn. Dạ. Đúng dạ. không? Ly hôn vâng. và chia con thì ai nuôi cháu lớn, ai nuôi cháu nhỏ? Thì con bé thì hắn đòi nuôi ở với con ạ. À, rồi đòi nuôi con trai. Không phải là đòi nhưng mà tại vì con bé lớn hắn không ở với anh ạ. Dạ. Nhưng mà đấy là cái mà chồng con đang nói ly hôn thì chia con. Đúng không? Khi dạ, mà cháu vâng. trai nó 36 tháng tức là còn 1 năm nữa. Dạ. Rồi thì sẽ ly hôn. Thế ra dạ. bây giờ cũng chưa có nộp đơn đúng không con? Dạ không, chưa. Dạ rồi. Vậy thì hôm nay là con muốn hỏi chương trình điều gì? Dạ con muốn hỏi cô là cô cho con lối thoát, là tại vì ở trong nhà đây con cũng thấy căng thẳng lắm, mà nhà của con đó thì mà ăn riêng, vợ chồng ăn riêng mà không nói chuyện với nhau ấy, thì con thấy ngột ngạt lắm, mà con muốn tính là ra dọn ra ở, đem con trai ra dọn riêng á, thì dạ. theo cô là như thế nào ạ? Dạ ăn riêng bao lâu rồi? Ăn riêng cũng 3-4 tháng nay rồi, tại vì anh nói là thích viết đơn thì bây giờ cứ viết đi, mà cứ vô là đám rủ vô rồi viết mà cũng không thấy viết ạ. Rồi bây giờ lại vô không thích thì cứ viết đi ạ. Rồi bây giờ cho cô hỏi là ăn riêng 3-4 tháng này cả cháu lớn nó có thắc mắc gì không? Cháu lớn thì dạ cũng, tại vì cháu cũng chẳng nói gì, vì cháu cũng chỉ nói là như thôi ba mẹ vẫn còn tình cảm với nhau, còn như thôi ba mẹ mà không ở với nhau thì con cũng đừng buồn nữa, thì ba cái tính con tính như vậy thì thôi con đừng học, lo mà học á, vậy thôi ạ. Con nói với lại cháu à? Dạ. Nhưng mà con có thấy cháu buồn không? Dạ không, cháu cũng bình thường ạ, cháu cũng không nói gì cả. Dạ, bây giờ cho cô hỏi thăm con này, là con nói là bây giờ con ngột ngạt quá, con muốn ra riêng, là ra riêng con với cháu bé à? Dạ, thế con muốn hỏi ý kiến của cô ạ. Tại sao con lại muốn ra riêng? Tại vì con cũng nhiều khi con cũng thấy là sợ là ngột ngạt ở trong nhà rồi ăn riêng đó, là ảnh hưởng đến con cái, sợ là sau này giống như là nó sau này nó sợ mà nó học theo quá cô. Dạ. Yeah. Nhưng mà hiện giờ cái bầu không khí trong gia đình con thì con thấy là sao? Hai vợ chồng bây giờ không có cãi nữa thì trở thành im lặng hay sao ạ? Dạ đúng rồi, im lặng ạ, không nói năng gì hết ạ. Thì cháu gái nó phải biết chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. Im lặng hoàn toàn. Cơm ai nấy dạ. ăn, thì bây giờ hai cháu nó ăn với ai? Cháu thì ăn thì ảnh cũng mua đồ, mua sữa, mua các thứ, mua đồ ăn cho con thì vứt ở tủ đó, về con nấu cho con ăn thôi. Con dạ, cứ ăn với... Cháu lớn thì sao? Cháu lớn nó ăn với ai? Dạ, ăn cả hai luôn ạ, anh thích ăn cái gì thì nó ăn ạ. Dạ. Như vậy là ăn với hai bố mẹ trong chung một cái ngôi nhà, nhưng mà ăn riêng. Dạ. Ăn với bố thì không có mẹ. Vâng, bởi vậy nên con cũng lo sợ chỗ đó. Dạ. Thực ra thì con thấy cái tín hiệu mà chồng con có muốn cứ đốc thúc cái việc ly hôn nhưng mà lại không nộp đơn, thì con có suy nghĩ gì về điều này không? Con cũng suy nghĩ là nhiều khi là con rộng. Con nói lớn trước con muốn là để cho con thay đổi thôi ạ. Dạ. Tức là con đọc được cái suy nghĩ là chồng con nói là cho cháu trai nó 36 tháng hay là bây giờ là dạ. cả 5 nữa. Rồi cứ dạ. nói là con muốn thì con nộp đơn đi. Nhưng mà dạ. vừa rồi con có nói một câu là khi cô hỏi thì con nói là khả năng có thể là chồng con muốn cho con thay đổi. Thế thì nếu như mà chồng con muốn thay đổi thì theo con là chồng con muốn con thay đổi cái gì? Tại vì theo tính con là cũng giống như hay, tại vì con thì con thấy chồng con hay cáu gắt, mà con yeah. nghĩ là nhiều khi sợ là có người bạn khác ở bên ngoài á, nên yeah. là hay cáu gắt với con, nhưng mà con tối xác minh thì có không? Tối thì con lại không thấy đi đêm đi hôm gì, yeah, có lâu 1 tuần thì đi giao hàng thì đi nguyên 1 ngày thôi. Yeah. Thế như vậy là con thấy tiền bạc có thất thoát gì không? Dạ tiền bạc thì cũng không đưa cho con nữa. Dạ yeah. Trước đây thì ai quản lý tài chính? Trước đây thì làm bao nhiêu thì con giữ hết ạ. Dạ. Cách đây bao lâu thì chồng con không đưa cho con nữa? Từ khi mà cãi nhau 6 tháng nay ạ. Dạ, nửa năm nay thì không đưa tiền. Thế thì như vậy con có tiền riêng không? Dạ, con tại vì con có nghề may á, con lấy hàng về con may ạ. Dạ, tức là con lại tiếp tục làm việc tiếp. Dạ. Dạ. Thì con thu nhập một tháng được bao nhiêu? Dạ, được tầm 4-5 triệu thôi ạ. Dạ. Như vậy thì coi như là con chi tiêu trong gia đình. Còn chồng dạ, con thì không đưa cho vợ. Con chỉ chi tiêu đủ con ăn thôi. Ý lo cho con cái gì thì lo, còn con cái thì ảnh lo hết, cả hai đứa luôn ạ. Dạ, tức là con cái thì chồng lo. Rồi con chỉ lo ăn uống trong nhà thôi. Vâng, tiền học, tiền hành gì là anh đang hết luôn ạ. Dạ, như vậy là con cái thì chồng lo. Nói tóm lại là chồng con vẫn có trách nhiệm, đúng không con? Dạ, đúng rồi. Dạ. Vậy thì con có thấy có cái biểu hiện gì gọi như là con nói là chồng con không có đi đêm, đi hôm gì hết, và cũng không có biểu hiện có người khác, đúng không? Thì đây chỉ là cái vấn đề mâu thuẫn của hai vợ chồng thôi. Đó, mà con thì cũng hay đề nghị là ly hôn, đúng không con? Dạ, lâu lâu con thấy cứ nói là dám dỗ ông Phu tôi sẽ viết, như thế này viết rồi, nên con đi hỏi. Thế thì bây giờ đó là cô đang nói với con đó là có mấy cái con cần phải thay đổi. Ở đây không phải vì chồng con muốn con thay đổi, mà cô đề nghị khách quan thôi. Con thay đổi đó là còn ở với nhau thì đừng nhắc tới cái vấn đề ly hôn. Đừng nói tới vấn đề, đừng nhắc và đừng nói tới ly hôn. Tại vì sao vợ chồng đang ở với nhau mà cứ nhắc tới cái chuyện ly hôn? Cho nên đó, khi mà người ta không ở được với nhau, buộc lòng người ta chia tay thì lúc đó người ta phải giải quyết thôi. Con hiểu không? Chứ động một chút thì mình nói, động một chút mình nói, nhưng mà mình thấy nó không có hay. Rồi con nó nghe nó quen đi con ạ. Cho nên là nếu như trước hết á, là con đừng nhắc tới cái chuyện ly hôn. Chồng con nói 1 năm nữa thì bây giờ mình chả nói gì cả, không nhắc gì tới hết, đúng không? Thứ hai nữa đó là cô cũng nói với con rằng là ai thì cũng có cá tính cả, nhưng mà đàn ông mà hung dữ nóng này thì mình đã thấy khó chịu rồi, đúng không ba? Chứ phụ nữ mà nóng mà dữ thì rất khó được chấp nhận, vì như vậy mình bản thân mình chưa nói với ai rồi dạy con rất là khó. Đó, cho nên con phải điều chỉnh. Cái thứ hai là cái nóng cái dữ này con tập bình tĩnh đi, tập bình tĩnh hơn để bớt đi cái nóng này đi. Cái này con sửa cho con đấy nhé, là bởi vì như vậy thì phúc cho các cháu. Cô nói ví dụ ở trong mấy tháng này là tụi con không nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Khoảng 3-4 tháng này là không nói chuyện, đúng không con? Thế thì khi không nói chuyện như vậy thì con cũng thấy là mình tập lại cái tính nhẫn hơn một chút, tức là mình cũng không có ồn ào như trước đây nữa. Đó. Và cô nghĩ rằng là vợ chồng thì cũng có lúc càm ràm với nhau, nhưng mà không phải là ngày nào cũng cãi nhau rồi ném vào nhau những cái câu nói nó không đúng để làm tổn thương nhau, thì cái đó nó không được, đúng không con? Đó. Cho nên cô thấy rằng con, cái thứ hai là con sửa cái nóng dữ đi, vì cái đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các cháu, mà đặc biệt là cháu gái nó đang tuổi lớn đó. Con có nghĩ như vậy không? Dạ có. Con có thấy cháu gái nó nóng không? Cũng hơi nóng ạ. Thì đấy, bản thân mình là gần con gái nhất, cho nên mẹ thế nào thì hầu hết là hay ảnh hưởng tới tính cách của con đó. Rồi ở đây thì chồng lại cũng nóng nữa. Rồi con thấy là cái bầu không khí trong gia đình nó cứ hừng hực như lửa. Đó, cho cô hỏi thăm một chút hồi đó bố mẹ con có hạnh phúc không? Dạ, bố mẹ con ngày xưa thì cũng có cãi nhau, nhưng mà bây giờ già thì hai người thương nhau lắm ạ. Không, nhưng mà có nóng tính không? Ông bà có nóng giận không? Bố con thì hiền, nhưng mà mẹ con thì nóng tính ạ. Hình như con ảnh hưởng trực tiếp tới mẹ con, đúng không? Dạ. Đó, và chính vì vậy con có sợ là sau này cháu gái nó cũng giống con không? Dạ, cũng có ạ. Đó, cho nên tại sao cô nói rằng là thứ nhất là đừng nhắc tới, đừng nói tới chuyện ly hôn từ giờ cho tới 1 năm, cháu 5 năm 6 tháng, đúng không con? Thứ hai là tập bình tĩnh trong cái lúc mà vợ chồng đang có cái sự im lặng thế này, cũng là một cách để mình suy nghĩ về cái nóng cái dữ của người phụ nữ, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới con cái. Đó là điều thứ hai mà cô muốn nói. Điều thứ ba thì chồng con vẫn là cái người có trách nhiệm chăm lo cho gia đình chứ không gì cả. Thế thì con đừng có nói tới chuyện ra riêng. Con đang nói là ra riêng hai mẹ con thì bây giờ chắc cháu nhỏ làm sao con để cho chồng con được. Thế thì là mẹ và con trai thứ hai, đúng không? Dạ. Lý con nghĩ như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Đó, thế thì con thấy rằng là đã là mình đang ở trong nhà, tự chưa nói cái gì hết, thì bây giờ mình lại xách con đi ra như vậy thì nó không ổn. Mình chỉ ra riêng khi nào mà đã không còn là vợ chồng. Dạ đó con nhé. Còn bây giờ đó thì chồng con rồi ăn riêng cũng giận dỗi như vậy, nhưng mà lúc cuối tuần hoặc gì con rảnh rỗi con làm chung thì lúc đó bà tôi bố đừng nấu cơm nữa, ăn chung cho con nó vui, đúng không nào? Tôi cũng có ngày con nghỉ chứ, cái ngày nào mà con nghỉ con bận ấy, tự con chuẩn bị. Con nói như vậy nhưng mà sợ anh lại không nói gì, không con ạ. Con không cần phải nói, mà thậm chí là để cho cháu gái á, dạ, bố ăn cơm chung với con cho vui, đúng không? Mình làm xong mình nói cháu, rồi bản thân mình nói. Mình cứ nói một lần chưa được, hai lần chưa được, ba lần chưa được, biết đâu chừng chồng con sẽ nghe ra, đúng không? Mình cứ mềm mỏng đi, mình khác với trước đây đi. Tại vì khi mà cô nói với con là trong cái theo như cái chuyện mà chồng con gợi ý á, trước khi ly hôn á, thì bản thân con cũng thay đổi là cho lợi cho con bản thân mình này. Đó, và cái thứ hai nữa là chồng con trách là con không có quan tâm, không thương. Thế bây giờ tại sao mình không điều chỉnh, đúng không con? Dạ. Đó, thì cô nghĩ rằng là con mà sửa trước thì chồng con nó được hưởng nhất là cái sự êm đềm trong gia đình. Đó, và nữa thì con còn thương chồng mà, thì con cứ đề nghị ha, ăn chung một cách từ từ, chứ không phải một lúc là chồng con sẽ ăn ngay. Nhưng mà chồng con vẫn ăn ở trong nhà chứ không có đi ra ngoài, con thấy không? Dạ. Đó, cho nên đó là những cái mà mình sẽ thiết lập lại cái bữa cơm chung gia đình một cách từ từ, chứ không phải ngay lập tức đâu. Mình ai mà ép mình đâu thích, đúng không con? Thì bây giờ là chồng con vẫn cứ ở trong nhà này, vẫn ăn cơm này, rồi vẫn chăm các con này. Nên bây giờ mình cũng điều chỉnh bản thân mình. Thế xong sau đó thì khoảng chừng mấy tuần con xem tình hình nó như thế nào rồi con cập nhật lại cho cô. Cô sẽ hướng dẫn tiếp con làm cái gì. Cô ơi, con có thể gọi lại cho cô những lúc con buồn được không ạ cô? Gọi cho chương trình nha con. Dạ vâng. Con cứ gọi, vâng, con cứ gọi chương trình. Dạ. Bởi vì thế này này con, cô chỉ mới gợi ý cho con suy nghĩ thôi và thay đổi bản thân mình. Rồi khi con ăn làm như vậy, người ta bảo là con thay đổi thì đời thay đổi. Ở đây không phải là mình vì ai hết, mà vì trước hết vì bản thân, và cho con nó đừng có ảnh hưởng xấu tới mình. Vì con cũng nói sơ sơ là con nóng thì cũng gần giống như là mẹ con vậy, thì cô cũng muốn từ đó con có một cái suy nghĩ để con thay đổi cho giúp cho cháu nó đừng có ảnh hưởng. Thì đó là những cái việc mà trước hết con làm trước đi đã, rồi sau đó mình hãy tính tới cái chuyện khác, và đừng bao giờ nghĩ tới cái việc bây giờ ra riêng hai mẹ con vân vân nhé con nhé. Dạ. Con cái nóng giận, cái gọi là cái bực tức á, thì ai cũng có, nhưng mà thời gian nó sẽ là nguôi ngoai. Và nữa, khi cô hỏi con là con còn thương chồng, cho nên cô mới đề nghị con là có những cái suy nghĩ mình thay đổi trước, để rồi xem coi chồng mình có tiến bộ hơn không. Và cái trước nhất là để cho con cái mình nó được bình yên, rồi mình khỏe về tinh thần, rồi con cập nhật lại, rồi sau đó chúng ta tiếp tục làm cái gì nhé con nhé. Dạ, được không? Con cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng. Rồi, có gì con cứ gọi lại nhé. Không sao cả. Cảm ơn cô ạ. Vâng, chào con. Dạ, cảm ơn chị đã tham gia chương trình tối hôm nay. Và trước khi kết nối cùng thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Vâng, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya, và ngay sau đây thì chào Phương Huyền kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ, mình chào phần chương trình, mình chào Phương Huyền nhé. Dạ. Cảm ơn chương trình đã kết nối lại với em. Nói chung là cũng rất là vào cái giai đoạn như thế này mà cũng đang gặp cái vấn đề nó rất là rắc rối. Dạ. Cần có một cái quyết định rất là sáng suốt để mà nó có thể ảnh hưởng đến cái là có cuộc tương lai của mình và các con mình nữa. Cho nên mình mới nhờ đến chương trình. Thì cái vấn đề của mình như thế này nè. Yeah. Tại vì ngày xưa mình với ông xã mình là khi xưa là mình là sinh viên, mình sinh viên năm thứ ba thì mình quen ông xã mình trên mạng á, thì lúc đó quen cũng gặp nhau rất là ít, nhưng mà rồi lỡ với nhau rồi mình cũng có thai á. Yeah. Ông xã mình là người Công giáo, thì xong rồi mình vẫn cưới nhau. Nói chung là ông xã mình là mối tình đầu của mình luôn á, thì mình rất là thương ông xã. Nói chung là dành hết cả cái gọi là cái trái tim cảm xúc của một cái người gọi là mới lớn để mà thương anh ấy. Và cũng rất là chu toàn về cái vấn đề mà dành hết mọi cái tình cảm để mà lo cho con. Thì lúc đó mình vẫn tiếp tục mình học đại học, học xong đại học rồi để ra trường và vẫn theo đuổi lấy cái bằng được. Cũng chấp nhận mọi cái tiếng thị phi và cũng gây cho gia đình cha mẹ rất là đau khổ. Cha mẹ mình cũng không có đồng ý cho mình ưng có người chồng này, nhưng mà bởi vì mình thương quá thì mình quyết định mình đến. Thì gia đình cũng tổ chức đám cưới cho, nhưng mà sau khi cái đám cưới đó xảy ra rồi thì nói chung là anh em cha mẹ dòng họ ba mẹ rồi nói chung là kiểu như là hắt hủi luôn á, kêu là giao, có nghĩa là giao cuộc đời là cho mình tự làm gì làm. Thì mình cũng bởi vì cái gia đình đã ngăn cấm như vậy cho nên mình sống với anh. Thì khi mình vô mình cũng biết là anh bắt đầu anh cũng chơi bài bạc rồi anh cá độ lô đề, nhưng mà mình cũng không nghĩ cái tác hại hoặc là cái gọi là cái tương lai nó sẽ như thế nào. Mình cứ nghĩ mơ hồ vì cái mình yêu là mình lấy thôi, thì lúc đó cũng lỡ có bầu rồi thì cứ về ở với nhau. Nhưng mà trong quá trình sống thì mình cũng không cảm nhận được là cái tình cảm hoặc cái nhu cầu mà anh dành cho mình hoặc anh muốn gần gũi đến với mình á, cho nên ra mình cũng yêu quá, mình cũng hay ghen. Thì cái đó là mình ghen rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng hơn á, thì có nghĩa là anh nói sao là mình tin vậy thôi, nghe nói như thế nào là mình nghe như thế đó, chứ mình cũng không bao giờ là mình phản kháng hay là mình có một cái suy nghĩ gì xấu hay tiêu cực. Thậm chí có những cái xấu cho chồng mình cũng sẽ binh, ngay cả với ba mẹ mình và mọi người, là mình sẽ luôn làm tốt chồng mình lên, bởi vì mình đã lấy anh rồi, trong khi hoàn cảnh là ai cũng không có chấp nhận anh. Thì mình mới cố gắng là mình cứ che đậy những cái không tốt của anh, là mình chỉ nói những cái tốt, những cái mà anh thương yêu gì đó thôi. Cái hay thì mình nói, mình cũng hay khoe với gia đình về những cái tốt, nhưng những cái xấu thì mình giữ trong lòng của mình chấp nhận như vậy. Và bao nhiêu cái khổ, có nghĩa là vì sống với nhau và nhiều lúc mình cũng ghen tuông hay là cái nọ kia. Còn tính anh cũng rất là cọc, rồi nói chuyện qua lại rồi cũng hay, anh cũng hay đánh mình lắm, nhưng mà mình cũng đánh rồi lại thôi, rồi mình cũng làm lành lại rồi cũng sống với nhau. Rồi sống với nhau miết là có nghĩa mãi mình xin được làm ba đứa con. Bắt đầu thì cũng mượn được tiền bạc của bạn bè, với lại mình cũng gom góp lại, bằng tiện góp lại thì mua được một ngôi nhà. Thì lúc đó anh có chơi nhưng mà tiền bạc em vẫn cứ đưa về rồi vẫn lo cho con, cho vợ, có nghĩa là không có giàu có. Ví dụ anh làm 10 đồng anh cũng chơi đâu hết, nhưng mà anh vẫn về để lo cho mình nuôi con. Thì trong khi đó mình học ra trường thì mình cũng chỉ lo cứ đẻ rồi đó, rồi công việc cứ bấp bênh vậy đó. Rồi thương anh quá, lúc đó cơ hội công việc cũng rất là nhiều, nhưng mà cứ thương ảnh là ảnh đâu mình đó vậy. Nhà cũng nghĩ là sống bị chửi, bị lao hoặc là cãi nhau rồi là mình vẫn cứ sống, chứ mình cuộc đời mình cũng không bao giờ mình nghĩ đến hai từ ly hôn đó. Nhưng mà sau khi là rồi bắt đầu mua được cái nhà thì có mượn tiền đó, là mượn tiền của người yêu cũ của anh ta, là người yêu của anh là đi Mỹ gửi về, là anh là quá trình đã liên lạc với người yêu cũ mình không có biết, và anh mượn tiền là mình cũng không biết luôn. Anh chỉ nói là anh mượn của một ai đó là bạn của anh giúp đỡ, bây giờ cần mua ngôi nhà vậy là mình góp tiền lại là chung mình mua thôi. Nhưng mà khi đã lỡ mua rồi thì mình mới phát hiện là anh liên lạc với người yêu cũ đó. Thì bắt đầu có ngôi nhà đó rồi thì ảnh bắt đầu là ảnh chơi cái dạng như cái năm 2016 hay 17 là có World Cup hay gì đó. Khi mình sinh cái đứa bé thứ tư, ra thì bắt đầu ảnh đổ nợ ra, có nghĩa là ảnh về nhà là ảnh gây, ảnh chửi, mà tính ảnh rất là nóng, rất là cọc, mà còn lại gia trưởng nữa. Ra xã hội ảnh là một người rất tốt, ảnh buôn bán cũng rất là giỏi, có nghĩa là người làm ra tiền được, nhưng chơi cũng rất là chơi, mà chơi là toàn là lô đề với bài bạc. Bắt đầu cái nhà đó, anh có cái nhà đó, bắt đầu anh về nhà là anh thúc giục, anh chỉ đồ bán, rồi anh đập bán miết, bán. Mình chỉ nói là con bây giờ 4 đứa làm ăn lo làm cho con, không có bán có buôn gì hết, an cư lạc nghiệp. Mình quyết định không bao giờ mình cho bán cái nhà. Lúc đó thì anh cứ cù rủ với nhau, anh cứ chơi rồi nó lúng vậy mình không có biết. Rồi mình cũng cứ lo con cái rồi cứ quằn quặt trong nhà vậy đó, lo cho con bé nhỏ đó. Rồi xong rồi lo 4 đứa con, rồi anh cứ đi sáng, anh đi rồi tới khuya 9-10 giờ anh về vậy đó. Rồi tiền bạc thì anh đưa cho mình được bao nhiêu, mấy trăm thì anh đưa trong ngày, anh bán như anh đưa, thì mình cứ về thế thôi, anh cứ làm chỉ lo cho con được rồi. Nhưng mà không ngờ tới chừng bắt đầu đổ nợ ra, thì còn nợ giang hồ, nợ của những cái người bên ngoài đó, anh cứ hốt cái nọ đập chỗ kia đó. Cái bắt đầu cứ gây đến đòi bán nhà, cái bắt đầu anh tự cách ly, anh không gần gũi vợ con, và anh đòi ly dị. Anh đòi, anh nói cái nghĩa là những cái lời lẽ của anh nó không phải là dành cho những cái người dành vợ, cho người vợ mà nó ngọt ngào, nó cọc cằn mà thua lỗ, mà nó có gọi là nó có phần kém, gọi là cái từ kém văn hóa đó. Anh bắt chia đâu ra mỗi người 2 đứa con mà bán cái nhà là anh cho mình 500 triệu. Anh nói vậy nhưng mà mình cũng không bao giờ mình nghĩ tới sự ly dị. Xong mình quyết định mình quyết định là mình đi vay, mình trả nợ cho ảnh. Đi vay là mình đến hai người giang hồ, mình trả hai bên là 60 triệu. Đó, rồi cái rồi nhưng mà vẫn không có trả hết, tại vì ảnh còn rất là nhiều bên ngoài mà ảnh đâu có nói thật với mình. Rồi tiếp tục cứ hốt cái nọ đạp chỗ kia, rồi cứ tiếp tục truyền miên cuộc sống, cứ qua ngày ảnh làm được có ít ảnh đưa ít, nhiều đưa nhiều, nhưng còn ảnh chơi ngoài đường thì mình không biết. Mà nghe bạn bè nói là ảnh chơi rất là lớn, cứ hốt cái nọ đạp cái kia, cứ chơi vậy rồi giấu vợ giấu con vậy. Có nghĩa là trong cái đó rồi anh có lừa bạn bè rồi tới nói với mình là có cái tiền mình nhận tiền tài sản mình để trong nhà, anh cứ nói là cho người nọ kia vay để trả lãi, rồi anh tới đó anh nhờ người ta tới nói là vay của mình, ra khỏi ngõ là anh lấy tiền đó luôn. Rồi bắt đầu rồi vay ngân hàng, bắt đầu có sổ nhà cầm đi vay kêu trả nợ cho người ta. Ví dụ đúng ra vay có 100 triệu lên Quốc vay 200 triệu, mà lúc đó mình đẻ con bé nhỏ mới có 7 ngày từ bệnh viện gì lên trên đó ký, thì bây giờ buộc mình phải từ nhà bé con lên từ ngân hàng để ký với cho vay thì lên đó cái ảnh vì trả nợ cho người ta, cái còn anh giữ 50 triệu, anh nói cái thằng ở trên ngân hàng anh em nó kêu để lấy 50 triệu đó cho người ta vay để lấy lãi đấy. Rồi mình cũng tin cái thì mình cũng nghĩ vậy thôi vẫn được, bắt thằng đó gọi cho mình là có vay lấy lãi vậy. Nhưng mà không ngờ là cái 50 triệu đó anh vay và anh lấy cái khoản đó anh trả nợ cho giang hồ, và tiếp tục như vậy anh cứ vậy. Và bắt đầu mình không quyết định, mình không bán nhà, nhưng mà vì anh đánh, anh hành đập, anh hành hạ và anh chửi bới, xúc phạm tiền bạc coi như là 3 tháng 4 anh không đưa cho mình. Và vợ chồng đến mức là tan rã, nhưng mà mình không có bao giờ mình nghĩ từ ly dị, tại vì mình 4 đứa con mà con mình á, mình không thể bỏ được, mình cứ níu kéo vậy. Sau 3 tháng thì mình được tự chủ động, mình gần gũi lại với chồng, thì mình mở máy ảnh lên thì mình thấy tin nhắn của những người phụ nữ, là những người món hàng của anh đó, là nhắn tin lúc 3 giờ sáng rồi sao anh đi anh nhậu ở đâu, anh chưa gì, có nghĩa là nhắn tin gái nó nhắn tin vô thôi, chứ còn cái nội dung tình cảm thì mình không biết, nhưng mà nhắn đó là 3 giờ sáng. Bắt đầu cái mình mới thấy chồng mình sau 3 tháng rồi gần gũi với mình cảm thấy mình chủ động, nhưng mà tại sao chồng mình nó cũng không có một cái tình cảm, là mình cảm giác như làm cho có chuyện thôi. Bắt đầu mình cứ từ từ mình theo dõi tiếp, thì điện thoại chồng mình khóa mật khẩu và cài ẩn Zalo hết những cái người đó, mình bẻ mật khẩu được mình vào luôn, thì ẩn những người đó để nhắn tin riêng, nhưng mà vì là xóa hết đấy. Thì tiếp tục bắt buộc đó thì mình quyết định là mình ly hôn. Mình nói rằng nếu như bây giờ anh bắt buộc tôi mà bán nhà thì tôi sẽ ly hôn với anh, chứ còn tôi không chấp nhận sống như vậy. Chẳng kêu đồng ý hết, cái mình mới làm đơn. Mình làm đơn là thỏa thuận ký là mình nuôi 4 đứa con, mình chia 50% gia tài cho ảnh, còn 50% đó mình để mình nuôi con, mình mua cái nhà chung sổ mình nuôi con. Ổng cũng ký xong, mình nói là mình nuôi 4 đứa luôn, mình chia ảnh 50%, anh ký hết. Nói chung là đơn ly hôn nào anh cũng ký hết, nhưng mà khi ra tòa là anh không ra, bởi vì ảnh là người Công giáo, anh không chịu ra. Nhưng chị mà ơi, mình còn khoảng hơn 10 phút thôi. Chị muốn hỏi cô điều gì? Nếu chị kể thì cũng có thể là hết thời gian đấy ạ. Rồi bây giờ có nghĩa là em bán nhà rồi, em vẫn quay về em sống, em không có ly dị nữa. Thì bây giờ thì trả nợ xong, có bữa đó anh nói là còn có 100 triệu thôi. Mà 100 triệu thì bây giờ anh tiếp tục, anh kêu giờ mua cái đất này rồi, mua cái đất nhỏ này, anh bây giờ bán tiếp trả nợ để cho anh yên ổn anh làm ăn. Thì em cũng không biết như thế này như thế nào, nhưng mà con em thì nó rất là buồn, nó bảo là nó sống nó không thấy có gì vui hết á. Còn 2 đứa lớn thì nó bắt em thì mẹ ly dị đi, chứ còn sống như vậy không có được. Mà em thì em sợ, tại vì 4 đứa con là một mình em thì thôi em không có nuôi nổi, mà nếu em nuôi 2 đứa thì cái sức em có thể em gắng cự được, nhưng mà 4 đứa em không nuôi được, nhưng mà bỏ con em không đành được. Cái quan trọng là bây giờ con em nó học rất là giỏi, mà vừa rồi là thông qua cái chương trình truyền hình, nó thi các chương trình truyền hình, nó casting, nó thi đều đậu hết, phía nội phía ngoại đồ ai cũng biết. Thì bây giờ em thăng lăng không biết phải như thế nào. Bây giờ mình sẽ gặp cô chị ha. Dạ xin mời cô ạ. Cảm ơn cô Huyền. Cô ạ. Cô chào con. Nãy giờ cô đã nghe im lặng để nghe con trình bày. Để con cho cô hỏi thăm là con gọi cho chương trình từ đâu hả con? Dạ con đang ở Bình Dương cô. Dạ vâng. Con gốc người ở đâu con nhỉ? Con là con ở miền Trung cô. Con ở gốc ở đâu con? Ở miền Trung. Con ở Quảng Ngãi cô. Dạ vâng. Rồi chồng con là người ở đâu? Dạ chồng con là người Bắc, người Thái Bình. Dạ người Thái Bình. Rồi. Dạ. Con đã về qua chồng bao giờ chưa? Dạ con về nhiều rồi chứ cô, con về cũng mấy lần cưới cũng về đó rồi. Hai vợ chồng con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con là 37, còn ảnh là 44-45 rồi ạ. Dạ. Hai vợ chồng kết hôn như vậy năm nay được bao nhiêu năm rồi? Dạ 14 năm rồi cô. Mà con là được 14. Có 4 con đúng không? Dạ. Cô nghe là con giới thiệu là 4 cháu. Dạ 4 cháu thì cháu đầu là trai hay gái? Dạ con trai, và 3 bé sau là gái cô. Cháu trai đầu tiên là mười mấy tuổi? Dạ 13 tuổi. Dạ. Cháu thứ hai là con gái là bao nhiêu tuổi? 9 tuổi cô. Dạ. Cháu 9 tuổi. Rồi tới cháu thứ ba là con gái nữa. Dạ, ba bé sau là gái hết. Cô gái thứ ba là 7 tuổi. Bé thứ ba là 5 tuổi, năm học lớp lá cô, còn bé út là năm nay gần 4 tuổi học lớp mầm, lớp mầm cô. Dạ. Như vậy thì con đã sanh 4 cháu là một cái sự hy sinh vô cùng, bởi vì nuôi 1-2 cháu đã khó rồi, con thì tới 4 đứa con, tức là con chịu nhận cái phần thiệt thòi về con. Tất nhiên là điều quan trọng hơn nữa là cô cũng rất nể phục là khi mà con yêu, con lấy chồng thì con chưa sinh cháu mà cuối cùng sanh xong rồi con vẫn tốt nghiệp đại học. Thế bây giờ con làm công việc gì? Dạ, con làm giáo viên cô. Dạ, giáo viên cấp tại vì dạ cấp ba cô, tại vì con không hề nghĩ là hồi xưa con rất có nhiều cơ hội để con vào làm việc giáo viên đúng ngành của mình, nhưng vì thương chồng con rồi con cứ làm trái nghề đó. Rồi sau này khi mà con vẫn mang trong cái lòng là con vẫn muốn khẳng định một giá trị của bản thân mình. Thứ hai là con có một việc làm gì đó, tại vì con sống với người chồng này, con luôn luôn mang trong cái tâm mình, con cảm thấy một bất an, không yên tâm của ạ. Bất an con ha. Thế bây giờ như thế này, là nhà thì đã bán rồi, bây giờ tài sản chung còn lại cái gì con? Con mua được một cái lô đất cô, con mới mua, thì con bán mới hôm tháng 5 á, thì con mới mua lại, là con mới mua lại có mấy tháng nay rồi, con mới ra trọ, cả nhà ra trọ đó cô, rồi cũng vay, tại mình mua nó cũng nợ đó. Lô đất nó có rộng không con? Dạ cũng mấy chục mét vuông đó con, mà cũng mất là cũng còn mắc nợ đó. Rồi tới sáng con thấy là vừa đóng tiền nhà này, tiền lo 4 đứa ăn học này, rồi tiền lãi mà máy đó con, lãi mà vay mua đất đó, rồi vạ lãi, rồi ông chồng con là ông nợ nằm ngoài đường nữa đó con, rồi nợ cờ bạc này, đúng rồi, mua đất này, rồi anh cầm rồi nợ dây gỗ mua đất. Dạ. Và bây giờ thì chỉ có oằn trên vai con là cô giáo cấp 3. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì phải thuê nhà trọ là thuê bao nhiêu tiền một tháng không? Dạ con thuê điện nước cái xong tháng 4 triệu không? 4 triệu một tháng rồi. Dạ. Và 6 nhân khẩu. Chồng con làm công việc gì? Dạ chồng con buôn bán tự do đó con. Dạ. Buôn bán, tức là không ổn định. Không, ảnh thì đúng ra nếu ảnh là một người rất giỏi cô. Buôn bán rất là lanh, rất là giỏi, có nghĩa nếu chồng mà con học tới đâu? Dạ chồng con học 12 đó cô. Chồng con là mối tình đầu của con luôn. Dạ, cô nghe rồi. Bây giờ thì con thấy rằng là khả năng sức chịu đựng của con có còn không? Thật sự thì con luôn đặt cái tâm niệm của con á, là con miễn ông đưa tiền về để con làm sao con sẽ duy trì được 4 đứa con, tại vì con không muốn tách rời ra. Dạ, con, nếu con chồng đưa tiền, đúng không ạ? Dạ. Nếu chồng đưa tiền về, rồi. Dạ. Cháu cô hỏi là liệu chồng con có đưa tiền về được không? Dạ thì cái thời gian đầu mới bán nhà xong rồi về, anh hứa đưa được một thời gian, con tháng cái con chi tiêu cả gia đình, tiền nhà trọ, tiền trả lãi, trả lời, rồi lo cho con ăn học á, là hết gần 20 triệu á cô, là con cũng nghiến lắm á cô. Dạ, còn bây giờ thì không có đó. Dạ bị không, bây giờ cái là hay cái mỗi lần mà cãi nhau hay là ảnh tìm cách anh muốn cái kiểu như con cảm giác như anh nợ, hoặc là cái nợ khi là anh bị nó muốn đưa cho con, và thứ hai nữa là cứ ba cái nợ mà nợ tính tấp đó cô, nó cứ gọi cho con hoài. Rồi bây giờ như thế này, hiện nay là không đưa tiền cho vợ, nhưng mà không vẫn đưa cô, không ấy là vẫn hiện tại là bình thường này anh vẫn đưa, và bây giờ nói dạ nợ nhưng tính cách nó cứ gọi con ngoài, mà cứ từ mấy tháng nay rồi mấy cái nợ lên tiền anh nói chưa có trả hết. Cô thắc mắc là 2 cháu lớn, một cháu mới 13 và một cháu 9 tuổi đúng không con? Dạ. Tại sao các cháu lại khuyên con ly hôn? Tại vì chứng kiến mà bố đánh mẹ rồi bố xúc phạm, nói với là nhiều lúc con đi làm anh không cho đi làm, anh lôi anh bắt con giải quyết với ly dị rồi anh đập, anh bắt buộc như vậy. Rồi có nhiều lúc con là con nói thẳng là con vì con thương con không muốn gia đình nó tan vỡ. Rồi 4 đứa, tại vì con làm mình công tác xã hội nữa đó, con cũng biết là nếu mà gia đình ly dị ra thì tội cho những đứa trẻ tha, con phải cố gắng như vậy. Rồi như vậy thì con nói là con tội cho các cháu, con không ly hôn. Thế thì như vậy thì con hỏi là con đã trả lời rồi, như vậy là con cứ tiếp tục thôi. Mà nếu con tiếp tục thì cái điều gì? Tại sao hồi nãy cô hỏi con là con có đủ sức chịu đựng nữa không? Thì con nói rằng là con cũng bất an, đúng không ạ? Cũng lo lắng bất an. Thì giờ cô chỉ nói con là nếu con cứ ở chung với chồng thì bây giờ nó cứ như vậy đó. Tức là chồng đưa cho con thì ít, còn nợ thì nhiều. Rồi đó là không biết đến lúc nào thì các cháu nó phải nghỉ học. Là bởi vì không có bình an, vợ chồng không có cái tiếng nói chung đó. Rồi bản thân đó là bây giờ nhà thì đi ở thuê. Thế thôi thì nếu như mà người ta vì một cái hoàn cảnh nào đó người ta có thể chấp nhận như tụi con bán nhà bán hết mọi thứ cũng được, nhưng mà phải thuận vợ thuận chồng để mà mình có thể làm lại. Còn như bây giờ đó thì Cô nói với con đó là chồng con từ khi mà lấy nhau tới giờ thì hầu hết là triền miên trong nợ nần, đúng không? Dạ đúng rồi, từ dường như là từ khi con mới quen con thì con không có tìm hiểu kỹ, nhưng mà cái ưng thì là dường như nợ mấy cô, mà từ nợ anh em bạn bè cha mẹ mình nó giật kỹ nó nhiều cái nó dạ. Thì đó hay. Bây giờ con đã thấy là sống triền miên trong nợ, còn bây giờ nếu như đó mà con tiếp tục sống cuộc hôn nhân này thì xem như là con vẫn phải chung lưng để mà người ta gọi là xây dựng gia đình, mà chung lưng để mà phải trả nợ, tại vì con là vợ chính thức mà. Đấy dạ. Con là cô giáo, cô nói như vậy để con hiểu. Và dĩ nhiên yeah. là không ai mong muốn vợ chồng ly tán cả. Nhưng mà nếu mà cứ như thế này, hai cháu nó mới chỉ có 13 tuổi và 9 tuổi mà cháu nó còn đề nghị như vậy. Bởi vì ngoài những cái vấn đề nợ nần mâu thuẫn vợ chồng thì còn có cái việc mà bố bạo hành mẹ nữa. Đây là những cái mà nó ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi thơ, đến hình thành nhân cách của các cháu. Con là cô giáo mà, đúng không nào? Cho nên khi yeah. con nói thì nghe nó xuôi đấy. Tức là sợ là mình xảy ra cái gì thì con cái nó ảnh hưởng. Nhưng mà ngay từ bây giờ sống triền miên bằng ấy năm trời, không có một cháu bé nào các con mà nó muốn bố mẹ chị ly tán hết á. Nhưng mà ở đây cô ngạc nhiên là ở một cái cháu bé, con trai 13 tuổi và cháu gái 9 tuổi đề nghị với mẹ ly hôn, bởi vì cháu nó chứng kiến cái cảnh bố đánh mẹ. Thế thì cô nghĩ rằng là hôm nay con vừa nói, nhưng mà con chưa có thấm hết những cái gì con chia sẻ. Con có thể nghe lại chương trình để làm gì? Để mình suy nghĩ cho thật sự là cái này mình có nói cái gì cho oan chồng mình không? Mình có nói thêm nói bớt gì không? Rồi mình có cái lỗi gì trong này? Hai vợ chồng ngay từ đầu đã không ổn định thì thôi, con sanh một cháu, hai cháu thì con nói là mình trẻ tuổi, mình chưa biết gì, với mình yêu chồng mà. Thành ra yeah. cái chuyện mà mình sinh con là chuyện hạnh phúc, đương nhiên. Nhưng yeah. mà cái dấu hiệu bất an của cái nợ nần nó chồng chất mà yeah. con vẫn cứ hồn nhiên con sanh thêm hai cháu, mà lại hai cháu năm một nữa, thì như vậy rõ ràng ở đây cô cũng phải nói thật, đấy chính là cái mà mình chưa có thực tế lắm, phải không con? Yeah. Có khi nào con ân hận về chuyện này? Dạ có, con ăn hận nhiều lắm, tại vì bây giờ con ngồi con ngẫm lại từ xưa kia là con không có bước chân ra xã hội để con làm hết sức mình để con đóng góp cái công việc và cái ước mơ của con trong công việc á, khi con bước ra con xã hội con còn thấy con thật sự là một người có ý nghĩa. Tại vì cô nói với con điều này, cái ân hận đó, một con một của chẳng ai từ, nhưng mà phải vợ đồng chồng để nuôi con thì 4 hay 5 cũng được, nhưng mà ở đây bây giờ xem như cái gánh tài chính trên vai con đó là chồng con có chia sẻ, nhưng liệu tụi con có bền vững để có thể lo được 4 con ăn học như con lo đó? Con là cô giáo mà, cho nên yeah. cái vấn đề ở đây đó là thứ nhất là mình sinh ra con mà mình không lo cho con đầy đủ là mình thấy mình có lỗi, đúng không con? Dạ yeah, dạ yeah, đúng đó. Rồi cô đó, cái đó là cái ân hận lớn nhất là mình đó. Con người ta cũng sinh ra như vậy mà tại sao các cháu nó được đầy đủ, con mình nó thiếu thốn, rồi thậm chí lỡ sau này lại thất học nữa thì sao đó, đó. Cho nên con phải suy nghĩ kỹ những cái điều này để mình sớm có một cái tổ chức lại cái cuộc sống cho nó phù hợp. Nếu như mà hai vợ chồng cứ như thế này thì cô nói chồng con có đưa tiền về, nhưng mà nợ thì nó to hơn cái tiền chồng con đưa về. Bây giờ nhà thì không có, còn yeah. một miếng đất cũng đang vay nợ để mua. Nếu bán hết cái miếng đất đó rồi thì sẽ như thế nào? Cho nên con cần phải nghĩ cho nó thực tế một chút ạ. À. Con đang tính là con bán, tại vì anh kêu còn anh nợ 200 triệu nữa. Thì con kêu bây giờ con bán rồi con mua một cái nhà chung sổ con cho con mấy mẹ con ở. Thì con bắt anh viết cam kết, bây giờ con mời anh em cái gì tới đây làm chứng. Chứ giờ không lấy cái gì để xin được, bây giờ có xảy ra nợ có ai tin rằng sẽ không xảy ra nợ nữa hay không. Nhưng mà anh không có chịu, anh kêu muốn im lặng làm nhẹ nhàng thôi. Anh muốn bới móc ra. Con cũng tóm lại thôi. Cô nói rồi, cái việc con muốn mua nhà để cho 5 mẹ con có chỗ chui ra chui vào mà mình không có bị tốn tiền hàng tháng đó, yeah. là đỡ một khoản tiền lớn lắm đó con. Đó, yeah. rồi sau đó đó cô nghĩ rằng là các cháu nó ngoan, rồi các cháu yeah. nó sẽ chia sẻ với con, và cái việc mà các con độc lập để mà có thể nuôi con đó bằng cái đồng lương giáo viên yeah. của mình đó, nó có thể thiếu yeah. nhưng mà nó không thể đến yeah. nỗi mà vừa là về mặt vật chất mà lại tinh thần nữa, con căng thẳng con đổ yeah. ai sẽ nuôi các cháu, đúng yeah. không con? Cho nên cô phân tích như vậy vì thời gian nó không còn nữa, yeah. con có thể gọi lại cho chương trình không sao cả, nhưng con cứ suy nghĩ, và bây giờ các cháu đã nói chuyện với con như thế thì các con cũng cần xem các cháu là những thành viên chính thức để các con chia sẻ với cháu. Còn yeah. đối với chồng con á, thì cô nói lại, con hiểu luật hôn nhân gia đình là khi nào mình còn là vợ chồng chính thức thì nợ yeah. chồng cũng là nợ của vợ, yeah. con hiểu ý tôi nói không? Thế thì cô chỉ sợ rằng là liệu con có đủ sức để tham trả nợ rồi nuôi con không, thì con suy nghĩ cái này cho chị. Không có ai quyết định thay cho con hết nhá. Và các cháu nó trông chờ vào cái sự sáng suốt và cái tri thức mà con có để có thể sắp xếp được cuộc đời cho các cháu nó đỡ bất hạnh nhá con. Dạ dạ. Chào con và hẹn gặp lại con nhé. Dạ con chào cô ạ. Vâng, chị cũng có thể liên lạc lại với chương trình bất kỳ lúc nào khi mình cần thiết ạ. Và số điện thoại của chương trình là 028 391 101. Đến đây thì thời gian dành cho trò chuyện đêm khuya cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài ở địa chỉ voh.com.vn. Và quý vị nhớ đón nghe chương trình vào 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đồng hành cùng chương trình.